Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ trên tay Nokia C1. Và Nokia C1 thì đang được bán tại điện thoại siêu rẻ.com với mức giá là 1.190.000 đồng mà thôi. Như thường lệ thì cách đóng hộp này vẫn rất là phong cách Nokia, có hai bàn tay đan vào nhau theo như logo của hãng là Connecting People. Ở phía sau máy thì hãng có demo một số các cái tính năng, ví dụ như là về màn hình này, về thời lượng pin này, dung lượng bộ nhớ RAM, bộ nhớ trong, độ phân giải của camera, cũng như là có hỗ trợ Google Assistant. Bây giờ thì mình hãy cùng mở hộp xem là bên trong máy có những cái gì nhé. Máy thì ở dạng tháo được nắp lưng nha. Đây thì là toàn bộ phụ kiện của máy này. Viên pin của máy thì có dung lượng là 2500 mAh, pin lithium. Tất nhiên là với một cái máy cấu hình yếu thì viên pin này là nó sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong một ngày nha. Adapter sạc của máy có nguồn ra tối đa là 5V 1A, tương đương với 5W. Thì nếu mà để sạc đầy viên pin 2500 mAh mình nghĩ chắc phải mất 3 tiếng. Còn đây là dây USB-A qua đầu micro USB. Một sợi dây cáp cũng khá là dày và chắc chắn. Ở phía sau máy thì chúng ta sẽ có loa ngoài này, camera, đèn flash cũng như là logo của Nokia. Bên cạnh trái của máy là phím gọi nhanh Google Assistant. Phía trước thì chúng ta sẽ có màn hình có camera selfie, đèn flash trợ sáng. Và cạnh phải thì là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Và ở đây có một cái ngàm nhỏ để các bạn có thể luồn móng tay và tháo nắp pin ra. Trên đỉnh máy thì chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm. Và cạnh dưới cùng thì chúng ta sẽ có cổng sạc cũng như là micro để đàm thoại. Máy thì sử dụng 2 SIM nano và một khe cắm thẻ nhớ micro SD. Chipset của máy thì là chip 4 nhân có sông nhịp là 1.3GHz. GPU của máy là Mali T820, có RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB và còn khả dụng khoảng 8GB để cài ứng dụng. Máy thì cài sẵn Android Go Edition trên nền Android 9 nên rất là nhẹ và mượt mà. Dù là không vỏ bằng nhựa nhưng mà máy vẫn vô cùng chắc chắn. Tuy là một dòng máy giá rẻ nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn rất là chắc chắn, nó không bị ọp ẹp nha. Máy thì dùng màn hình IPS LCD có kích thước là 5.45 inch, độ phân giải là 480x960 pixel. Tấm nền này thì mình cảm giác nhìn khá tối và rỗ, tuy nhiên là với mức giá này thì các bạn chắc chắn sẽ không thể đòi hỏi hơn được. Về cảm quan ban đầu thì máy chạy khá là mượt và máy này thì rất thích hợp để cho các bạn mua về cho các bé học online trong mùa dịch này. Hoặc là các bạn có thể mua cho người lớn tuổi, những người mà mới bắt đầu làm quen với điện thoại cảm ứng. Máy thì nên gắn thẻ nhớ tại vì bộ nhớ trong của máy chỉ có 16GB là sẽ rất là nhanh chóng bị đầy. Theo mình thấy, các bạn có thể thấy là mình vuốt rất là mượt mà nha, không có cảm giác giật giật khó chịu giống như những cái dòng máy chạy Android One đến từ Trung Quốc khác mà mình từng review. Camera selfie của máy có độ phân giải là 5MP và có đèn flash trợ sáng. Camera chính của máy cũng có độ phân giải là 5MP và tương tự cũng có đèn flash trợ sáng. Giao diện của camera thì đơn giản nhưng mà khi chuyển đổi giữa các chế độ thì mình cảm giác nó khá lắc. Tất nhiên là với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng thì nó cũng rất là ổn rồi, mình không thể đòi hỏi hơn nhiều được. Về chất lượng hình chụp thì mình đánh giá ở mức độ trung bình, chi tiết thì cũng tương đối ổn trong tầm giá. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để chụp tài liệu này, hoặc là để gọi video call, hoặc là để tham gia vào các cái chương trình học online trên Zoom chẳng hạn, cũng rất là ok với một cái máy có mức giá rẻ như vậy. Nokia C1 thì đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất của người dùng như là xem YouTube này, hay là sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Facebook và Zalo. Và Android Go Edition trên máy này thì mình đánh giá nó khá mượt mà. Máy thì nhỏ gọn và thiết kế cũng rất đẹp ở trong tầm giá. Vậy thì anh em có muốn mua cho con em mình để học online trong mùa cách ly này hay không thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip khác của điện thoại siêu rẻ.com.